chào tất cả các bạn. Mình là Nam, chủ quán của Emotion Coffee số 316 đường Nguyễn Công Hoàng. Vâng, chào anh Nam. Em được biết rằng sắp tới đây là dịp kỷ niệm 1 năm ngày thành lập quán cà phê Emotion. Vậy thì anh có thể chia sẻ với các bạn về những cảm xúc của anh từ ngày đầu thành lập quán cho tới bây giờ được không ạ? Cảm ơn bạn. Trong 1 năm vừa rồi ấy, thì mình qua rất nhiều cảm xúc, thăng trầm cũng nhiều. Nói về khó khăn và lợi vẫn có, vì khó khăn trong thời gian mở quán 3 tháng đầu thì rất nhiều khó khăn, nhất là cái lượng khách hàng mà họ đến quán chưa nhiều. Cái thứ hai nữa là có một cái gì đó khẩu vị cà phê của quán mình có lẽ là chưa hợp hẳn hợp với các bạn, các anh, các chị, các bác lớn tuổi. Thì thời gian đầu lượng khách đến thì mình cảm thấy rất là lạ lùng. Cũng may sao bên mình cũng còn có những người bạn, người anh, người chị động viên mình để cho mình mạnh mẽ và cứng rắn để đứng bước đến thời điểm bây giờ. Vâng, và bản thân em thì cũng là người mà dõi theo Emotion từ những ngày đầu tiên. Thì em nhận thấy là cái con đường mà anh lựa chọn cùng với quán đó là đưa tới cho khách hàng cái sản phẩm không chỉ là chất lượng mà còn đảm bảo cái sức khỏe của người tiêu dùng nữa, và những sản phẩm mà rất là sạch. Vậy thì nhất là đối với cái mảng cà phê ấy, thì ban đầu đưa cà phê sạch như vậy chắc chắn là sẽ hơi khó chinh phục ngay được người tiêu dùng khi mà họ đã quen với cái khẩu vị cũ. Vậy thì lý do nào mà anh lựa chọn cái con đường khó khăn như thế? Về cơ bản thì nó là một cái cơ may, cơ duyên mình được gặp gỡ các bạn bên Tân Cả với thương hiệu. Có lẽ thì đa số chúng ta không phải ai cũng biết, nhưng mình có là một cái cơ duyên với mình. Thì ở trong các bạn mình được thấy, được nghe, được thấy những cái gì đó nó xuất phát từ tâm mình muốn mang lại cho khách hàng thân thiện của mình, được cái thứ nhất là độ an toàn, hai là cái khẩu vị mới, có lẽ là mới so với thị trường dọc tuyến đường này, và cái thứ ba đó là có lẽ nó là một cái bản con người của mình muốn làm cái gì đó xuất phát từ tâm của mình, và mình muốn mang lại sức khỏe, cái sản phẩm mình mang sức khỏe cho người tiêu dùng. Vâng, vậy thì trong suốt cái quá trình hoạt động 1 năm vừa qua thì là anh có những kỷ niệm đặc biệt nào đối với khách hàng mà anh cảm thấy rất là ghi nhớ và nó là động lực cho anh không ạ? Có nhiều lắm, nhưng mà có lẽ rồi mình không thể quên được. Thì ngày hôm nay cách mình nghĩ cách đây khoảng vài ba tháng gì đó, rồi tầm cơ mùa tầm một hè, có hai vị khách hàng vào buổi trưa thôi, mình cũng đang tiếp khách hàng còn lại thì họ vào, họ có gọi hai sản phẩm của Lipton. Nhưng mà qua câu chuyện của họ thì mình được nghe thấy họ nói về cà phê, thì cũng như là một cái nhân viên bình thường, mình đến bàn họ và mình nói chuyện với họ, mình hỏi anh chị sao không dùng sản phẩm cà phê bên em, thì họ nói là thực sự là anh mất cái niềm tin ở sản phẩm cà phê ở phòng, thì anh cũng uống nhiều nơi rồi nhưng mà anh cảm thấy nó không phải cà phê sạch. Thì như một cái phản xạ bình thường của nhân viên quán thì mình có nói với chị là anh chị có thể dùng sản phẩm bên em được không, bên em là dòng sản phẩm của Tâm Cà, xuất phát từ tâm và lo dòng hơi sạch hoàn toàn luôn. Thì tự tay mình chạy vào, mình pha cho chị 2 ly cà phê pin mình nghĩ là dùng sản phẩm Deep 2 của Tâm Cà, và mình đưa ra cho họ. Mà khi họ sử dụng xong 15 phút sau, mình quay trở lại, mình hỏi mới hỏi ý kiến này của họ, nói câu là có lẽ là đây là lần đầu tiên anh được thưởng thức cái vị cà phê có nghĩa là sạch, theo ý nghĩ là vậy. Cái đấy đó là cái động lực để mình phát triển, và nó là một cái niềm tin để mình muốn gửi tới khách hàng. Rất mong mình cái niềm tin đấy sẽ các bạn sẽ được nghe và các bạn sẽ được ở Emotion Coffee. Ngoài sạch ra thì phải đúng gu nữa đúng không ạ? Đúng rồi. Để mà khách hàng gắn bó với quán, với sản phẩm của quán thì chắc chắn là phải phù hợp với khẩu vị của khách hàng. Thì để tìm được cái khẩu vị này có khó không anh? Thì trong thời gian đầu, có lẽ 3 tháng đầu tiên mình có thử 3 cái dòng sản phẩm của bên Tâm Cà, đó là Hit 1, Hit 2 và Hit 3. Thì tuần 1, tuần 2, tuần 3 thì mình đã sàng lọc lượng khách hàng, thì cái khẩu vị bên mình dùng của mình là bên Hit 2. Thì đa phần khách hàng rất là hài lòng với sản phẩm đấy, họ cảm thấy là hương vị nó vừa phải và quan trọng vừa phải với cái độ ngọt nó có trong độ thanh và độ ngọt trong ly cà phê nó có. Thì mình bố chốt lại bây giờ dòng sản phẩm bên mình đang sử dụng là chúng mình là Deep 2 bên Tâm Cà. Vâng,
tức là mang lại cho khách hàng một cái độ đậm vừa với cái mong muốn của khách mà vẫn có một cái hậu vị ngọt rõ rệt. Đúng rồi. Thì ngoài ra thì với đến với Emotion đấy, thì ngoài những khách hàng mà ưa thích cà phê thì là anh có gặp nhiều khách hàng trẻ không, những bạn trẻ mà tới đây vì không gian hay là với một cái hoạt động nào đó của quán chẳng hạn? Cũng rất là may mắn, thì thời gian đầu mà mở quán thì có rất nhiều bạn trẻ đã có đến với quán mình. Được cái may mắn ở cho Emotion Coffee là đã và sẽ là những nơi tổ chức những sự kiện nhỏ, những tiệc tổ chức sinh nhật hay là những cái buổi liên hoan nhỏ hoặc là những chương trình nhỏ nhỏ cho các bạn trẻ. Mình rất là may mắn là điều đó. Vâng, vậy thì sắp tới là dịp kỷ niệm 1 năm thành lập Emotion, thì anh có một lời chia sẻ hay là một quà tri ân nào muốn gửi tới những khách hàng đã ủng hộ mình từ đầu tới giờ không ạ? Có chứ, nghĩa là nhân dịp 1 năm ngày thành lập quán là ngày 24 tháng 5, bây giờ là ngày thứ tư ấy, thì bên mình có tổ chức chương trình tri ân những khách hàng thân thuộc của quán. Mình hy vọng là quán sẽ là nơi mang đến không gian, mang đến sự trải nghiệm và mang đến một sự tò mò đến khách hàng, và đồng thời là kèm theo đó là những khẩu vị, những cái đồ uống đảm bảo sức khỏe và độ ngon, và mình tin là các bạn sẽ hài lòng với những sản phẩm bên mình. Và đặc biệt có một điều là mình nói luôn các bạn luôn là riêng ngày hôm đấy là tất cả các dòng cà phê mình sẽ miễn phí hoàn toàn với khách hàng. Vâng, cảm ơn anh. Chắc chắn là cái thông tin này sẽ rất là thu hút những cái bạn trẻ mà yêu thích cái hương vị cà phê. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình muốn gửi gắm một chút cái từ ngay bản thân mình, từ con người mình trong thời gian mình đánh quán vừa qua. Thì mình hy vọng là những ai đang và sẽ muốn mở quán cà phê, thì mình nghĩ là các bạn, trong các bạn nên có một cái tâm, sự nhiệt huyết, đồng thời cùng chút duyên, mình nghĩ rằng là quán cà phê sẽ phát triển.